Nhiều sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh nhận phòng bẩn, đại diện ký túc xá lên tiếng. Nhiều sinh viên ở ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đồ đạc hư hỏng khi nhận phòng. Không ít bạn chọn dịch vụ vệ sinh để làm sạch nơi ở. Từ ngày 13 tháng 2, hàng chục nghìn sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhận phòng tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều sinh viên phản ánh phòng của họ quá bẩn. Trên một số hội nhóm về ký túc xá của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bài viết có nội dung chia sẻ bức xúc với việc phải nhận phòng bị bẩn và hư hỏng. Dưới các bài đăng là nhiều bình luận đồng cảm của sinh viên khác. Trước đó, nơi đây được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong 5 tháng với khoảng 50.000 lượt người cách ly và bệnh nhân COVID-19 được điều trị. Sinh viên mất đồ sẽ được hỗ trợ. Trước phản ánh của sinh viên, ông Lại Thế Tuân, trưởng phòng tổng hợp, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đến ngày 13 tháng 2, khoảng 5.000 sinh viên trong tổng số gần 37.000 em đăng ký đã trở lại lưu trú tại ký túc xá. Để đảm bảo công tác phòng dịch, ký túc xá cho sinh viên đăng ký ngày trở lại và tiếp nhận tại 8 cổng ở 8 ban quản lý cụm nhà. Nếu thấy phòng bẩn, cơ sở vật chất hư hỏng hay mất đồ, sinh viên cần báo trực tiếp cho trưởng nhà, hành chính, ban quản lý cụm nhà để lập biên bản ghi nhận. Ký túc xá sẽ đối chiếu với biên bản ghi nhận, thống kê tài sản của sinh viên trước thời điểm niêm phong. Nếu xác định sinh viên bị mất, thất thoát tài sản, ký túc xá sẽ có phương án xử lý, hỗ trợ. Ông Tuân cho rằng khó tránh khỏi phòng bẩn, hư hỏng, sau 5 tháng ký túc xá được trưng dụng làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Khi được trao trả ngày 30 tháng 11 năm 2021, Ban Quản lý ký túc xá đã tổ chức sửa chữa, khắc phục và đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ vệ sinh dọn dẹp, đưa lại đồ đạc, tài sản của sinh viên từ kho về phòng. Trước đó, theo thống kê của Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, khoảng 90 phòng kho chứa đồ của sinh viên bị hỏng khóa, phá khóa, bung niêm phong. Nhiều tủ đồ của sinh viên bị lục lọi. Từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, ký túc xá cho phép sinh viên không đăng ký lưu trú được vào phòng lấy lại hành lý, vật dụng. Sinh viên lưu trú tại ký túc xá sẽ được tiếp nhận từ ngày 13 tháng 2, bỏ tiền túi để dọn dẹp phòng ở. Đến ký túc xá hôm ngày 13 tháng 2 để nhận phòng, Trần Thị Oanh Kiều bức xúc vì phòng quá bẩn và nhà vệ sinh không còn gì để tả. Trước đó, em được thông báo phòng bẩn nhưng vẫn bất ngờ. Tủ đựng quần áo bị cậy, mất khóa. Ghế ngồi tự học thì gãy, giường lỏng lẻo, trên tường nhiều hình vẽ phản cảm. Oanh nói, lo ngại tốn nhiều thời gian dọn dẹp, Oanh Kiều bàn bạc với thành viên cùng phòng, tìm kiếm dịch vụ vệ sinh phòng ký túc xá. Phòng em có 3 thành viên nhưng có bạn đang thực hiện cách ly tại nhà nên tạm thời chưa đến ký túc xá. Chúng em thống nhất thuê dịch vụ dọn dẹp rồi chia đều chi phí cho nhau. Oanh nói, sẵn sàng trả 200.000 đến 400.000 đồng, nhóm bạn này vẫn chưa tìm được người dọn dẹp. Gặp tình trạng tương tự, Phạm Văn Đạt, sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lên ký túc xá để nhận phòng vào ngày 17 tháng 2, đặt dự tính tìm người dọn dẹp với mức giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Nguyễn Thanh Nga, sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng bức xúc vì trên tường dày đặt những câu từ, hình vẽ không đẹp. Phòng của Nga có 6 thành viên. Nga và 3 bạn thu xếp lên sớm và dọn dẹp phòng trong một buổi chiều. Tuy nhiên, các chữ viết bậy và hình vẽ trên tường vẫn không xóa được. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.